Lip Changer tóc chín thần xa. Chào mọi người, tên tớ là Ray và đây là bạn đồng hành Leap Changer của tớ, Blaze Rider. Chúng tớ có thể đối mặt với tất cả mọi đối thủ trong các cuộc thi chuyên nghiệp, kể cả những người sở hữu những Leap Changer với các kỹ năng độc nhất. Xe đua Ultra Leap có thể nhảy cực cao. Xe đua SUV là một tay đua bật xa rất cừ khôi. Xe đua chính xác có khả năng tiếp đất chắc chắn và đạt độ chính xác cao. Và xe đua thể thao có thể trình diễn toàn diện. Các cuộc thi đấu mang chúng tớ đến với nhau, trở thành bạn bè. Tuy nhiên, kẻ phá hoại Troublemaker đã xuất hiện và cố gắng phá hoại các trò chơi của chúng tớ bằng cách gây ra hàng loạt rắc rối. Đội Leap Changer đã đoàn kết và cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ xấu. Còn bây giờ, hãy cùng Leap Changer của các cậu nhập hội cùng chúng tớ và bắt đầu hành trình chiến đấu vì công lý thôi. Tập 14, chuyến dã ngoại hè. Thật may mắn khi Ray tìm ra được nơi này. Giờ chúng ta có thể luyện tập trong thời gian mùa giải kết thúc. John, cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ đang nghĩ về các cuộc thi của chúng ta. Ồ, thôi nào, chúng ta tới đây để vui chơi mà. Hãy quên về cuộc thi đi. Vậy tớ đoán chuyến đi này không phải để vui chơi. Đúng vậy, mùa giải chưa hẳn đã kết thúc. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ nhất cho những thành viên khác của nhóm. Tiếp tục thôi, John. Hoặc giải vô địch năm nay sẽ có thêm một người chiến thắng mới. Tớ vẫn nghĩ huy chương bạc sẽ tốt hơn cho cậu. Này, thôi nào, nó chỉ là một cái bắt tay. Tớ đang đùa thôi nào. Tớ biết mà anh bạn. Bắt đầu bài luyện tập của chúng ta. Xe thể thao Leap Changer tầm xa rất tuyệt vời với những cú nhảy cự ly dài. Chúng được kích hoạt tự động và không cần thiết bị kích hoạt nào để điều khiển điểm cất cánh. Điểm khởi hành quyết định mọi thứ. Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là chọn điểm bắt đầu thích hợp. Bây giờ chúng ta đã thiết lập điểm cất cánh. Chắc chắn rằng họ sẽ cất cánh đúng thời điểm và nhảy ngay qua hàng rào. John thiết lập điểm cất cánh rất chính xác, không sai một ly. Cậu ấy thật tuyệt vời. Hãy xem tới đây. Ultra Chamber, cậu đang làm gì vậy? Cậu ta đang hướng đến đâu? Tôi nghĩ là rừng. Hả? Tính toán của anh ta chưa bao giờ sai. Điều gì đã xảy ra với Ultra Chamber vậy? Anh tính toán đúng, nhưng Ultra Chamber đã không tuân lệnh. Ultra Chamber, nếu cậu không thể tuân lệnh, cậu sẽ bị cấm tham gia khóa huấn luyện tiếp theo đó. Siêu chiến xe bật nhảy, một bậc thầy nhảy cao. Flame Breather, cú nhảy siêu tốc. Trong cuộc thi nhảy cao, thời điểm bật nhảy là chìa khóa. Có được thuận lợi ngay khi bắt đầu cuộc thi cũng không đảm bảo được giành chiến thắng. Cowboy Dino, cú nhảy siêu tốc. Chỉ
Tớ là nhà vô địch. Không, đừng mừng vội. Xe chiến đấu có sức mạnh ấn tượng. Ngoài ra mức độ chính xác của họ là rất cao. Như mọi khi, Ice Striker là vô song. Không thể nào bằng Sky Rapier được. Muốn làm lại không? Nó chỉ là thực hành. Cái cậu đừng quá nghiêm trọng chứ. Chúng tôi ở đây để chinh phục những thử thách. Trận đấu của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Trình diễn những kỹ năng độc nhất để trở thành người thắng cuộc. Xuất phát! Đối thủ sẽ làm gì để ngăn cản cậu ta? Wow! Thật không thể tin được. Không phải là một mà là hai thứ hệ vật. Xem kìa, cậu ta nhảy siêu cao, siêu xa. Thành công rồi. Cao nhưng vẫn vô cùng chính xác. Leap Changer cùng nhau khám phá những bất ngờ thú vị. Hurricane Knight, tiến lên. Nhanh nào đó. Nhảy qua cánh quạt đang chạy là một trò chơi đầy thử thách. Nó kiểm tra toàn bộ các kỹ năng của các xe thể thao Leap Changer. Chắc chắn tớ sẽ thành công. Tớ không chắc về điều đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ muốn giành chiến thắng chỉ một lần. Hãy tập luyện nhiều hơn đi Don. Unja Jumper. Ray, cậu có tìm thấy Ultra Chamber không? Không thấy dấu vết nào cả. Đó là bước nhảy khá xa. Có lẽ Ultra Chamber đã ra khỏi rừng rồi. Đi thôi. Mấy người lười biếng đã đi đâu hết rồi? Cứu tớ, có ai không? Cứu với. Cứu ta với. Ở đằng kia kìa. Hả? Cứu tớ, có ai không? Cứu ta với. Ultra Chamber, cậu lại không tuân theo mình lần nữa. Xin lỗi, tớ đã bị mang đi. Cái cậu làm gì ở đây? Wow, nơi này hoàn hảo cho thực chiến. Ray, chúng ta hãy tỉ thí một trận. Tại sao? Cậu sợ hả? Được rồi. Yolanda, so tài với Ray. Trận đấu đối kháng, 2-2, hãy sẵn sàng. Tớ sẽ không nương tay đâu Ray. Yolanda là một trong những người đấu đối kháng rất giỏi. Những Leap Changer của Yolanda là Hurricane Knight, đấu sĩ mạnh mẽ. Flame Breather vô song trong không khí. Ultra Chamber, cậu đã sẵn sàng chưa? Ultra Chamber, Flame Breather, cú nhảy siêu tốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Blaze Rider, cậu đã sẵn sàng chưa? Hurricane Knight, chuẩn bị đi. Yeah. Rất ấn tượng đó anh bạn. Tớ không ngờ mình sẽ thua một người nghiệp dư. Điều đó có nghĩa là tớ sẽ cần luyện tập nhiều hơn. Yolanda, tại sao cậu lại muốn tham gia trận đối kháng? Bởi vì tớ là một deep girl. Tôi nghĩ các cô gái thích gì đó hơn, chứ ít hung hăng hơn chứ. Chà, chúng ta không yếu đuối như các cậu nghĩ đâu. Đó là lý do tại sao tớ đã rất cố gắng để chứng minh rằng Leap Ditch không chỉ dành cho con trai, con gái cũng có thể làm tốt và chiến thắng. Yolanda, cậu có thể làm được. Tớ biết. Ray, Yolanda, chúng ta phải đi thôi. Đi thôi. Leap Changer, trận đấu bật nhảy tốc độ vô cực. Ý tưởng thông minh mang đến cho bạn những điều ngạc nhiên đến tuyệt vời. Ba bất ngờ lớn kích hoạt các trạng thái. Bất ngờ số 1, bật nhảy tốc độ. Chỉ cần kéo về phía sau một chút, Leap Changer, bạn ấy có thể lộn vòng tròn rồi tiếp tục tiến về phía trước, thật tuyệt vời. Bất ngờ số 2, biến hình cực ngầu. Bốn mô hình thú vị, vừa bật nhảy vừa biến hình trong quá trình bật nhảy. Leap Changer biểu diễn. On-road sport car, xe đua thể thao hoàn hảo. Long Leap Upright Vehicle, xe đua đường dài phóng xa. Bow Racing Car, xe đua bật nhảy cao, chạm tới bầu trời. Accurate Chariot, xe đua chính xác, không để bạn thất vọng. Leap Changer được chia thành hai loại. Loại kích hoạt và loại tự động. Leap Changer loại kích hoạt với chìa khóa kích hoạt năng lượng để thực hiện cú bật nhảy, tự do lựa chọn thời điểm kích hoạt năng lượng, dễ dàng nhảy qua chướng ngại vật. Leap Changer loại tự động kéo lùi lên dây cót để bật nhảy, dự đoán thời điểm bật nhảy và nhảy cao vượt qua cả sức tưởng tượng của bạn. Bất ngờ số 3, màn trình diễn đa dạng kỹ năng, thách thức các chướng ngại vật. Thiết bị bật nhảy siêu cao, nấc thang siêu cấp, bật nhảy cao và cao hơn nữa. Bạn cũng có thể sáng tạo cách chơi của chính bản thân mình. Wow, nó vẫn vô cùng hiệu quả và hấp dẫn. Dàn Leap Changer mới ra mắt tuyệt đẹp. Blade Rider, dòng xe thể thao toàn diện, cần kích hoạt bởi chìa khóa năng lượng. Tuyệt chiêu, ngọn lửa thích nộ, cú đấm rực lửa. Coban Dino, dòng xe tự động bật nhảy cao. Tuyệt chiêu, thủy long thuật, cơn sóng hùng mạnh. Thunder Cross, dòng xe tự động bật xa. Tuyệt chiêu, cú nhảy vĩ đại, sấm sét hủy diệt. King Blaster, dòng xe độ chính xác cao, cần chìa khóa kích hoạt năng lượng. Tuyệt chiêu, đạn đại bác, thiết quyền. Leap Changer, chiến xe bật nhảy đang lan tỏa rộng khắp trên cả nước. Các em còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay sưu tập chọn bộ Leap Changer, bao gồm 16 mẫu khác nhau với vô vàn tính năng khác nhau.
Leap Changer, thách thức bản thân, thách thức không giới hạn. Tớ là Ray, tớ yêu tất cả mọi thứ về Leap Changer. Lúc đầu mẹ tớ sẽ không cho phép tớ tham gia vì bà nghĩ nó có thể ảnh hưởng đến việc học của tớ. Cho đến khi tớ gặp những người điều khiển khác và sau này trở thành bạn tốt của nhau. Họ là Joan, John và Jackie. Và những Leap Changer, Play Spider, Ultra Jumper. Họ truyền cảm hứng cho tớ để rèn luyện và dũng cảm. Tớ rất vui mừng và biết ơn vì tình bạn của họ. Nhìn thấy những thay đổi tích cực trong tớ, mẹ của tớ cuối cùng đã đồng ý cho tớ tham gia Leap Lead. Và cùng với những Leap Changer của mình, sẽ luôn luôn đi đúng hướng, bất cứ khi nào tớ cảm thấy lạc lối, cho tớ sự hỗ trợ lớn nhất và chiến đấu như một bộ đôi hoàn hảo với tớ trong bất cứ trận đấu nào. Ultra Chamber là một người bạn tốt, cứng rắn như cậu ấy luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Cùng với thái độ lạc quan của cậu ấy mang lại niềm vui và tiếng cười cho cả nhóm. Trong khi đó, chúng ta phải đối mặt với những thử thách của Troublemaker. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.